tôi đầu tiên, bắt đầu. Anh yêu nam nhiều hơn yêu nữ? Tôi không đồng ý. Trong tình yêu á, đối với nam hay nữ anh cũng yêu như nhau hết á. Anh yêu cả hai giới và không phân biệt yêu ai nhiều yêu ai hết. Rõ ràng đứng ở góc độ của Quốc Tuấn, đó là cảm xúc. Và cảm xúc thì dành cho nam và nữ, đó là chuyện cá nhân của bạn. Nhưng đứng ở góc độ từng là người yêu thì rõ ràng Mỹ Vân hoàn toàn có quyền đặt để điều đó vào Quốc Tuấn. Vậy thì lời buộc tội của Quốc Tuấn dành cho Mỹ Vân đầu tiên là gì? Xin mời. Em biết mình là con giáp thứ 13 nhưng mà không chịu chấm dứt. Đồng ý. Con giáp thứ 13 cũng không có gì là sai hết. Con giáp thứ 13 cũng không có gì là sai hết. Tại vì tình yêu nó là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà anh ơi, trong cái chuyện tình cảm của hai đứa mình á, em nè, em không phải là con giáp thứ 13. Con giáp thứ 13 á, là bạn trai hiện tại của anh á, chứ không phải là em. Không có lửa làm sao có khói. Anh nói cho em biết luôn, cái người đến với anh sau này á, anh dành cành tình cảm cho người ta thật lòng. Còn ai không được yêu á, mới là người thứ ba. Mời lời buộc tội thứ hai của Mỹ Vân. Anh đi với bạn gái mà anh toàn liếc nhìn trai trẻ, trai đẹp không à? Tôi không đồng ý. Cái chuyện mà thích cái đẹp á là ai cũng thích hết, không có phân biệt nam hay nữ ở đây em. Chẳng lẽ anh yêu cái đẹp là sai? Ừ, thì anh không có sai. Nhưng mà anh biết á, cái nhìn của anh nó thái quá lắm. Nó không giống như là một cái nhìn của người bình thường, một cái người mà chiêm ngưỡng cái đẹp. Cái nhìn của anh giống như một cái thèm khát vậy, một cái sự khao khát mà nó giấu sâu bên trong con người của anh vậy. Anh không có thấy được, nhưng mà em thấy được cái điều đó. Nghĩa là Mỹ Vân đã thấy những cử chỉ, những hành động, thậm chí là những ánh mắt mà Quốc Tuấn dành cho những người con trai khác, nó đi quá mức bình thường. Dạ đúng rồi. Trong lúc hai bạn còn quen nhau. Lời buộc tội tiếp theo từ Quốc Tuấn. Em vẫn nhớ về mối tình mà em là con giáp thứ 13. Em là con giáp thứ 13. Đồng ý. Đồng ý. Em chỉ nhớ chứ em không quay lại. Con người mà ai cũng có kỷ niệm. Mối tình cũ của anh yêu anh cũng có kỷ niệm. Mọi người ở đây yêu cũng có kỷ niệm, không được nhớ lại kỷ niệm hay sao? Em không quay lại là được, em không phản bội anh là được. Em à, đang trong một mối quan hệ mà em vẫn nhớ về mối tình cũ là em đang ngoại tình trong tư tưởng đó. Rõ ràng đây là điều khó nói. Cảm xúc của chúng ta sẽ không thể nào dùng lời để diễn tả. Mỹ Vân, bây giờ là lúc bạn còn một lời buộc tội nữa. Cũng là lời buộc tội mang tính quyết định. Mời Mỹ Vân. Anh lợi dụng tôi. Anh lợi dụng tôi để che giấu đi cái giới tính thật của con người anh. Tôi không đồng ý. Cái chuyện anh yêu em là thật, anh không có che đậy gì hết. Anh muốn khẳng định anh yêu em là thật, anh không có giấu giếm ai hết. Quốc Tuấn, bạn vẫn còn lời buộc tội cuối cùng. Em còn thường nói với anh là yêu trai lẫn gái bị bệnh. Không thừa nhận. Em không đồng ý. Em chưa bao giờ mở miệng miệt thị anh. Cái lúc đó là em quá tức giận thì em mới nói với anh như vậy. Em chỉ nói là anh ơi, anh bị bệnh rồi. Em chỉ nói để cái cảm xúc của em lúc đó là chỉ muốn cho ảnh quay lại với em, thì em nói như vậy. Nhưng em chưa một lần miệt thị anh. Nếu thật sự em miệt thị, em đã không chấp nhận cái chuyện để anh có một cái người bạn trai đó và em tiếp tục cái mối quan hệ này.
Và em nói với anh, LGBT hay là trai lẫn gái thì khi mà sinh ra người ta không có quyết định được giới tính của mình anh à. Em chưa một lần miệt thị anh và cũng chưa một lần nghĩ xấu cho giới tính của anh. Em chỉ buồn là những cái chuyện gì em làm, tình cảm em dành cho anh trong suốt nhiều năm qua, em cảm giác nó rất là thừa thãi. Em cảm giác em bị bơ vơ trong cái mối tình này. Em không thừa nhận, nhưng mà em có nói là em kỳ thị anh không? Em có nói là anh bệnh hoạn không? Hả? Em đã nói rồi, em không có nói thường xuyên, mà em chỉ nói có một vài lần thôi. Và em không nói anh bệnh hoạn, em chỉ nói là anh bị bệnh thôi. Nhưng mà em khẳng định với anh một lần nữa là em không có miệt thị giới tính của anh. Nhưng em có nói không? Em có nói. Em nói là bởi vì em yêu anh. Là bởi vì em yêu anh. Em nói là bởi vì em muốn anh quay lại với em. Em sai gì? Mỹ Vân em... Lời nói mang tính sát thương. Nếu bạn đã từng có nói, bạn chỉ cần xác nhận tại tòa án tình yêu này là bạn có từng nói hay không. Em có từng nói. Vậy thì sự không thú nhận của bạn không hợp lệ. Tại vì dù bạn nói ra trong lúc bạn nóng giận hay lúc bạn không kiểm soát thì lời nói cũng đã được nói ra rồi, không thể nào rút lại. Cảm xúc người nghe mới là quan trọng. Vậy thì giờ đây, sau 3 lời buộc tội của cả đôi bên, tổng cộng 6 sự thật mất lòng mà hai bạn dành cho nhau, tôi thấy rằng là... Vậy thì để bắt đầu cho phần chứng vấn chéo, mời hai luật sư tình yêu đổi vị trí cho nhau. Sử nhờ anh, em biết là cô gái có nhiều vấn đề, nhưng mà thôi anh nhẹ nhàng em. Ngay bây giờ, luật sư tình yêu nào muốn lên tiếng chất vấn trước? Mời luật sư Lại Thanh Hương. Vẫn là tôi à? Luật sư tình yêu Lại Thanh Hương, thời gian dành cho bạn chất vấn bắt đầu. Chào bạn. Chào chị. Cho tôi hỏi, và trong khoảng thời gian hai bạn có tình cảm với nhau là 3 năm, thì trong 3 năm này tình cảm, tình yêu của bạn dành đến cho cô gái này, nếu mà chấm theo thang điểm là ở mức độ nào? 10/10. 10/10. Dạ. Là vì bạn thấy là thấy thương hại cô gái này vì cô ấy đã quá nhiều tổn thương hay là vì điều gì? Không, cái thời gian đó thì em yêu bạn Vân là thật. Vì gì? Vì điều gì? Tôi muốn biết được lý do vì sao bạn lại chọn cô gái này. Tại vì Vân cũng là mẫu người mà em thích, mẫu người bạn gái mà em thích. Thì trước đó thì tụi em cũng đã làm việc chung với nhau rồi. Tụi em cũng có những cái tình cảm. Nếu đã là mẫu mà bạn thích, tại sao bạn vẫn từ chối cô gái này để đến với một chàng trai khác? Như lúc đầu em cũng đã nói với chị, thì cho đến khi em gặp người bạn trai kia thì em mới phát hiện ra là mẫu của bạn thay đổi. Dạ đúng rồi. Vậy khi mà cô gái này biết được cái chuyện bạn, khi bạn chia sẻ về cái việc mà bạn muốn quen một cái người đồng giới, tại sao bạn không ngay lập tức chia tay liền mà bạn lại nương theo cái sự níu kéo của cô gái này? Liệu bạn có muốn làm tổn thương cô ấy thêm không, hay là bạn vẫn đang kỳ vọng rằng là bạn sẽ tìm được một cái bức bình phong tốt? Thật sự em không nghĩ Vân sẽ là bức bình phong của em. Tại vì em không muốn Vân đau khổ nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Vân níu kéo em, thì em không muốn cô ấy quay trở lại con đường cũ. Bạn có thực sự yêu thương cô gái này hay không? Tới cái thời điểm đó thì em chỉ còn cái tình thương, cái tình nghĩa thôi. Thời điểm này? Thời điểm này thì hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Đấy là lý do mà bạn đem ra cái việc mà cô gái này từng đã là người thứ ba để đấu tố cô trước mặt tất cả mọi người như thế này. Bạn nghĩ rằng việc đó có phải thực sự là một việc của một người đàn ông nên làm hay không? Em nghĩ cũng có thể. Khi bắt đầu bạn thương cô gái ấy vì cô ấy lỡ là người thứ ba, nhưng mà khi chia tay bạn đem cái lý do đó ra để chỉ trích cô gái ấy, và đó là lý do để cho bạn chia tay. Vậy thực sự là một người đàn ông trượng nghĩa hay chưa? Em không cho em là một người đàn ông làm đúng.
Nhưng mà em nghĩ em cũng không có sai. Em cũng không có sai. Tất nhiên rồi, bạn ở đây làm sao bạn nhận sai được. Nhưng mà vấn đề là bạn đã đưa những cái điều đó ra đây trước mặt bao nhiêu người để chỉ trích cô gái bạn đã từng yêu thương bởi chính những cái lý do mà bạn đã từng đến với cô gái ấy. Vậy thì tôi cảm ơn bạn vì tôi đã hiểu là bạn là một người đàn ông như thế nào. Cảm ơn bạn. Em muốn nói ạ. Thật sự em không hề chỉ trích Dân. Nhưng Dân là người đã đẩy em vô con đường cùng. Dạ, giống như hồi nãy em nói với anh Hiếu á, là Dân ghen tuông quá mức làm cho em không có cái sự chủ động ở đây. Em không phải là em nữa, không cho em cái sự tự do. Cô ấy ghen tuông quá mức là với một người phụ nữ khác, mà bây giờ cô phải ghen tuông cả với cả một cái người đàn ông khác. Đó là ghen tuông gấp đôi rồi bạn. Thật cô sự cái xứng đó... đáng mà cô thật... xứng đáng được ghen tuông. Tại vì cô ghen tuông với cả người đàn ông luôn chứ không phải phụ nữ. Quá nhiều đối tượng để cô ghen tuông. Vậy thì lỗi sai nào cho cô ấy bây giờ? Thật sự nếu mà như vậy á, vâng, thì ngay lúc đầu á đừng níu kéo em. Níu kéo em làm gì? Tại sao bạn không là một người đàn ông rõ ràng và bạn kết thúc ngay mối quan hệ đấy để đoạn bạn đến với người đàn ông của cuộc đời bạn mà bạn vẫn cố gắng níu kéo làm gì nữa? Thời gian đã hết. Thưa quý vị, như vậy phần chất vấn của luật sư tình yêu dành cho Mỹ Vân vừa chất vấn Quốc Tuấn đã hết. Bây giờ là thời gian dành cho luật sư tình yêu Trình Tú Trung chất vấn Mỹ Vân. Bắt đầu. Trước khi tôi bắt đầu những câu hỏi của mình thì tôi xin lỗi nếu như có lỡ làm tổn thương bạn. Nhưng bây giờ Mỹ Vân à, tôi muốn hỏi bạn là trong tình yêu á, người đến trước hay đến sau không quan trọng đâu. Nhưng người luôn luôn là người thua cuộc trong những mối tình đó thì chúng ta phải xem lại bản thân mình. Vì qua hai cuộc tình gần nhất bạn trải qua thì cuối cùng người ở lại cũng chọn người khác chứ không chọn bạn. Có bao giờ bạn hỏi vấn đề là ở đâu chưa? Em nghĩ vấn đề chắc là thuộc về cả hai. Tại vì khi mà em yêu, em không làm gì sai hết. Cái mối tình đầu tiên là do em bị lừa, thật sự là do em bị lừa. Giống như hồi nãy em chia sẻ là cái chuyện đó chỉ có ba người biết thôi. Bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì mọi người cũng nghĩ chỉ trích là à, con nhỏ này là con nhỏ, con giáp thứ 13 thôi. Ai cũng nói em xấu xa tồi tệ, ok, em chấp nhận. Tại vì không ai biết được cái sự thật của cái câu chuyện đó là như thế nào, chỉ có em biết thôi. Còn chuyện tình cảm của em với Tuấn, ngay từ ban đầu nó là một cái câu chuyện tình đẹp. Nhưng mà do Tuấn, em cảm giác là Tuấn đang lợi dụng em bằng những cái cử chỉ thân mật, âu yếm, quan tâm em để che giấu đi cái giới tính của Tuấn. Và tới khi mà Tuấn tìm được cái người thực sự là đồng điệu với mình thì Tuấn thay đổi. Và giống như anh thấy là Tuấn chọn người đó và chấp nhận bỏ rơi em và tổn thương em thêm một lần nữa. Và cái sai của em là em chấp nhận cho Tuấn tổn thương em. Cái sai lớn nhất của bạn á là bạn chấp nhận cho người ta lợi dụng mình hết lần này tới lần khác. Lần đầu tiên ở trong cuộc tình trước, bạn chấp nhận người ta lợi dụng mình để thỏa mãn về nhu cầu sinh lý, về nhu cầu thể xác. Để rồi tới cúc mà nhảy xảy ra vấn đề, người ta vẫn chọn gia đình của người ta chứ không chọn bạn. Lần tiếp theo khi bạn yêu, người ta cũng chọn, cuối cùng là đến với tiếng gọi của tình yêu, người ta chọn với lại bản ngã giới tính chứ cũng không chọn bạn. Và chúng ta phải nhìn lại bản thân mình là vì sao mình không được người ta lựa chọn, vì sao người ta chọn mình là đối tượng để lợi dụng. Nếu như chúng ta không nhìn ra được vấn đề của bản thân mình thì chúng ta không bao giờ khắc phục được nó. Và tôi nghĩ là nếu như có bước tiếp một cuộc tình nữa thì bạn cũng sẽ tiếp tục là một người để người khác lợi dụng mà thôi. Theo bạn, trong cuộc tình gần nhất, đó là cuộc tình với bạn Tuấn đây, bạn sai ở điểm nào? Em không sai. Tại vì em yêu Tuấn là em yêu chân thành. Em không lừa dối Tuấn, chỉ có Tuấn là lừa dối em thôi. Nếu mà nói với anh như vậy, vậy thôi bây giờ em đi yêu con gái đi. Em đâu cần yêu đàn ông làm gì đúng không? Nếu anh nói như vậy, thì thôi bây giờ em đi yêu con gái đi. Em tìm một cái đối tượng phù hợp với em. Anh đồng ý không? Em yêu nam hay yêu nữ đó không phải là vấn đề. Giới tính không phải là vấn đề của tình yêu đâu. Vấn đề là chúng ta đến với nó như thế nào và chúng ta sẽ nhận lại được gì từ đối phương thôi. Anh nghĩ với cái cách sống và cái cách phản ứng với mọi vấn đề như em á, thì em thật sự sẽ rất khó hạnh phúc. Tại vì cơ bản chúng ta không nhìn thấy cái điểm sai của bản thân mình. Như Tuấn, Tuấn sẵn sàng nhận sai về mình cho tới khi bạn ấy được mọi người bắt phải nói ra lý do thật sự. Còn em, bản thân em chỉ nhìn thấy mặt đúng của bản thân mình và không thấy cái sai. Không anh, em đồng ý là hồi nãy em có sai. Giống như chị vợ vừa rồi bước vào tự nhiên chất vấn em, mắng chửi em đồng ý em sai mà. Em biết em sai. Nhưng mà em khẳng định một lần nữa, câu chuyện giữa em với Tuấn
Từ khi bắt đầu cho tới thời điểm mà chúng em chia tay là em không có gì sai hết. Em không phản bội Tuấn, em không làm bất cứ một cái lỗi lầm gì hết. Em yêu Tuấn bằng sự chân thành của em. Chỉ có một cái điều là em thật sự không biết Tuấn là người song tính. Nếu thật sự ngay từ cái buổi ban đầu mà em biết là Tuấn thích con trai thì em chắc chắn em sẽ không có muốn bước vào cái mối quan hệ này.